Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn tiểu sử của biên tập viên Trúc Mai hé lộ lý do nghỉ việc tại VTV. Biên tập viên Trúc Mai sinh năm 1989. Biên tập viên Trúc Mai là biên tập viên quen thuộc trên sóng VTV và gây được ấn tượng mạnh với chương trình Chuyển động 24 giờ. Cô là một trong những người đẹp có vóc dáng chuẩn mực của nhà đài. Trước khi chuyển về công tác tại Hà Nội, Trúc Mai đã từng có thời gian công tác tại VTV Cần Thơ và kênh Chu Đây TV của đài VTC. Trước khi làm việc tại trung tâm tin tức VTV24, Trúc Mai công tác tại VTV Cần Thơ. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu dẫn bản tin thời tiết, sau đó chuyển sang thời sự. Được 4-5 năm, biên tập viên sinh năm 1989 chuyển lên Sài Gòn và công tác tại Chu Đây TV. Dù có ít thời gian dành cho bản thân, nhưng Trúc Mai nói cô rất hạnh phúc với công việc hiện tại. Mình ở Hà Nội xa gia đình nên có lúc cũng buồn và nhớ nhà, nhưng mỗi lần lên đài, làm việc thì rất vui, mọi người như anh em trong nhà vậy, nên thấy công việc vì thế cũng bớt áp lực hơn. Chia sẻ về những ngày đầu lên sóng, Trúc Mai tâm sự, cô từng bị khán giả yêu cầu, dừng dẫn vì nói nhanh, khó nghe, cùng với sự chỉ dạy giúp đỡ tận tình của biên tập viên Ngọc Trinh, biên tập viên Diệp Anh, Trúc Mai dần giành được thiện cảm của người xem truyền hình. Một ngày làm việc của Trúc Mai rất bận rộn, hết bản tin buổi trưa lại đến buổi chiều. Những dịp lễ Tết, chương trình Chuyển động 24 giờ vẫn phát sóng đều đều, đồng nghĩa với việc ekip thực hiện cũng không được nghỉ ngơi. Y giờ như đã quen với cuộc sống ở thủ đô, Mai cảm thấy rất hài lòng về mọi thứ và mong muốn gắn bó với Hà Nội, với VTV24 thật lâu vì có công việc yêu thích và cuộc sống hiện tại. Trước khi trở thành MC, dẫn các bản tin chuyển động, hành trình 24 giờ, Trúc Mai đã từng làm MC, bản tin thời tiết hay thời sự rồi giải trí. Ở mỗi đài truyền hình, nữ MC này lại đảm nhiệm một vị trí với những nội dung công việc hoàn toàn khác nhau. Khi còn ở VTV Cần Thơ, Trúc Mai từng làm MC bản tin thời tiết rồi chương trình thời sự, nhưng khi qua Chu Đây TV thì lại là thiên về giải trí. Tính chất và cách dẫn dắt hoàn toàn khác nhau và tương tự. Khi về VTV24, mọi thứ như lại bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Chia sẻ về quyết định chuyển ra Hà Nội làm việc, nữ MC cho biết đó hoàn toàn là một cơ duyên. Trúc Mai nói, biên tập viên Ngọc Trinh là một người mà cô rất mến mộ. Vì thế khi có lời mời của thần tượng, đó là sức hấp dẫn quá lớn. Và sau cùng Mai đã quyết định thôi việc ở Chu Đây TV để ra Hà Nội. Khi về VTV24, Trúc Mai đã phải mất 2-3 tháng để học hỏi, nhập vào guồng quay công việc cùng mọi người trước khi được xuất hiện trên truyền hình. Nhìn vào cô MC xinh đẹp trẻ trung, luôn xuất hiện với vẻ chỉn chu trên sóng truyền hình và tự tin dẫn thành công các bản tin chuyển động 24 giờ. Tài chính tiêu dùng, ít ai biết để làm được điều đó, bản thân Trúc Mai đã phải nỗ lực rất nhiều. Thông tin về việc Trúc Mai không còn làm việc ở trung tâm tin tức VTV24, đài truyền hình Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Mới đây, MC Trúc Mai vừa viết một status dài trên trang cá nhân mà theo cô, đây là lần đầu tiên mình viết những lời thêu dệt về lý do cô ở VTV. Theo MC Trúc Mai, có hàng loạt câu hỏi cô nghỉ việc như tại sao đột ngột vậy, em không thấy tiếc à, em bị đuổi hả? MC Trúc Mai nói rằng câu trả lời đơn giản của cô là về quê cho gần cha mẹ. Dù phía sau câu trả lời đó còn nhiều bàn tán và thêu dệt đủ thứ chuyện mà người trong cuộc như cô đôi khi nghe đến cũng ngỡ ngàng. Thật ra, chuyện mình chia tay chuyển động 24 giờ, các bạn tiếc, mình càng tiếc. Vì nói thật, nếu ví chuyển động 24 giờ như một người yêu, thì có lẽ đó là người con trai mình yêu nhất, dù mối tình ấy chỉ vỏn vẹn 2,5 năm. Đến đây, chắc nhiều người đặt câu hỏi, yêu thế sao lại chia tay? Mình nghĩ, chuyện gắn bó với một ai đó, đôi khi không chỉ do tình cảm của mình với họ, mà còn do gia đình, bạn bè người thân xung quanh nữa. Có lẽ tính cách của mình vốn như thế, rất sợ mất thời gian và năng lượng để chiến đấu với những thứ không đâu. Thế nên, mình chọn cách giải quyết đỡ tốn kém thời gian, nhất là ao. MC Trúc Mai viết, MC Trúc Mai chia sẻ cô rất buồn, sau bao suy nghĩ thì cuối cùng cô chọn cách ra đi để tìm một con đường khác. Hiện tại sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh, Trúc Mai sẽ đảm nhận vai trò tổ chức, sản xuất biên tập một số chuyên mục cho một kênh truyền hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.